Ngày xưa lúc mà Hữu nổi tiếng đình đám mà diễn ở cái sân khấu lớn á, thì lúc đó Trấn Thành chỉ là cái người mà dự bị MC chứ không được làm chính nữa. Hồi đó em còn nhớ là ở mấy cái sân khấu mà văng lưới hát đó là em ở dưới, ai đến trễ thì em lên. Đó là ngày xưa em ở dưới đó đó. Mà tôi mong là bất cứ cái gì mà nó xảy ra với cuộc đời Hữu, nó không làm cho Hữu cảm thấy bị mất đi cái lửa nghề nha. Ngày hôm nay cái cách Hữu đứng đây, cái cách Hữu trao năng lượng, Hữu thấy là mọi người vẫn yêu thương mình. Chỉ cần mình còn yêu nó là nó sẽ tồn tại.